Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, để thích ứng kịp thời, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, huyện Đắc Hà đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xã Ngọc Vang là địa phương mới nhất trên địa bàn huyện Đắc Hà ghi nhận ca mắc COVID-19 là công dân trở về từ địa phương khác. Ngay khi ghi nhận ca mắc, xã đã phối hợp với lực lượng chức năng truy vết, phun khử khuẩn, ngăn ngừa dịch bệnh. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, xã Ngọc Vang đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. Ủy ban xã thì tổ chức phối hợp với mặt trận, các tổ chức đoàn thể, phân công các cái thành viên trong ban chỉ đạo cũng như là trung tâm chỉ huy đi thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền đến với người dân. Thì tuyên truyền có hai hình thức, thứ nhất là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã, và thứ hai là tuyên truyền qua hệ thống cái loa di động mà các tổ cộng đồng, ban quản lý các thôn chở đi tuyên truyền đến toàn các khu dân cư trên địa bàn xã. Liên tiếp ghi nhận những trường hợp mắc mới hoặc tái dương tính với COVID-19 trở về từ các tỉnh thành có cấp độ dịch vùng xanh và vùng vàng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ cuối tháng 10, xã Ngọc Vang đã trưng dụng điểm trường tiểu học thôn Constil 2 với khả năng tiếp nhận 80 công dân làm khu theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung. Thời điểm hiện tại, ngoài những công dân sau hoàn thành cách ly và công dân điều trị khỏi COVID-19 thực hiện theo dõi sức khỏe tại đây, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Vang đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động các công dân trở về địa phương có cấp độ dịch nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình thực hiện theo dõi sức khỏe tập trung từ 7 đến 14 ngày. Trạm y tế đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đối với những công dân từ vùng xanh đi về mà đã tiêm được 2 mũi vaccine COVID-19. Mũi thứ 2 cách ngày về địa phương từ 14 ngày trở lên thì công dân sẽ được theo dõi sức khỏe tại khu quản lý của xã. Và sau 7 ngày thì công dân sẽ được về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Còn đối với công dân về từ vùng xanh mà được tiêm một mũi vaccine COVID-19 thì trạm y tế cũng vận động hướng dẫn cho công dân là thực hiện theo dõi sức khỏe 14 ngày tại khu quản lý của xã. Thực hiện mục tiêu kép nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, chuyển sang trạng thái bình thường mới, huyện Đắc Hà đã linh hoạt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch COVID-19. Tại thị trấn Đắc Hà, một số hoạt động giải trí tập trung đông người như các cơ sở thẩm mỹ, khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao được phép hoạt động trở lại trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắc Hà đã thành lập 2 đoàn nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định. Đối với các cơ sở mà kinh doanh dịch vụ ăn uống thì cũng thường xuyên là thành lập đoàn kiểm tra nhắc nhở. Đối với khoảng cách thì ít nhất tối thiểu là phải giữa các bàn là phải 2 mét và hạn chế số lượng người phục vụ trong cùng một thời điểm. Đối với các cơ sở mà bóng đá và tập gym, thị trấn cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra vào giờ cao điểm để kiểm tra việc mà thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các cơ sở này như thế nào. Nếu vi phạm thì tiếp tục là xử lý theo quy định. Với việc chủ động linh hoạt triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Đắc Hà phấn đấu đạt và vượt những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021.